Rồi, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Sáng hôm nay mấy chú cháu mình ra ruộng thăm lưới. Hôm qua anh Quân có thả tay lưới trên ruộng với một tay lưới ở trong vườn nữa cả nhà. Sáng hôm nay anh Quân ảnh gom cái tay lưới này luôn. Gom tay lưới trên ruộng luôn. Rồi xong cái mình lên trên trong vườn á, mình cuốn tay lưới kia luôn và mình gỡ lên một lượt để làm cơm sáng. Gỡ này có cá. Có lại gai lại gai. Ồ, cũng được quá chứ. Mét 2 mét được con là cũng đủ rồi. Có chặt không anh? Dạ, trong đây cá gô đó, đủ chú Thím Út ăn cá bữa rồi đó. Coi Út ba ra là thấy à, cũng nãy giờ cá gô cũng ngon. Đủ rồi. Dạ. Hôm qua trời mưa lớn quá cả nhà. Cá bữa nay mới dính nè, tại hình mưa hồi giấc tối thôi. Hôm qua cũng mưa rồi sáng mưa nữa. Ở đây bà con cũng rất là nhiều bà con đi dân lưới cả nhà. Xa xa bên kia có một người cô đang cũng đi đang thăm lưới hay gì á. Công dân trong nhà nữa không? Dạ. Cái này mà phải qua công dân hai tay ở đường ruộng này luôn rồi sáng nay đủ ăn luôn rồi, không cần dân trong vườn. Mình đâu có nghĩ là sáng nay mưa đâu. Cũng im á. Miễn sao đủ ăn là được. Bữa nay cái buổi sáng dính nhiều, cá rô sống nhiều ở trong đây. Vậy ha. Vậy là chắc mới dính là sáng ha anh Quân ha. Có lóc thôi kìa. Dạ. Chắc 4-5 giờ sáng quá trời mưa luôn. Cũng bây giờ cũng chuyện là con nhà đi dân lưới hả? Dạ. Hôm qua buổi chiều không có làm video, Út đi phụ hồ kiếm thêm đó cả nhà. Hôm qua mình có giới thiệu, qua mình chỉ có giới thiệu với cả nhà là Út đi chạy xô mà xô hồ. Xong chút. Xong rồi. Dạ. Công trình đó là Út lãnh nhiêu tiền? Công trình này Út lãnh có 150 triệu à cả nhà. Giờ lên mình cắt tay lưới để mấy chú cháu mình rủ cả nhà đi thăm tay lưới trong vườn. Chín cái sạch nhiều quá. Nói vậy chắc có sạch không nữa. Ồ, con cá lóc luôn. Con cá lóc luôn nè. Cá rô sống. Mấy con rồi nè. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi canh rồi đó. Út sẵn tiện gom mấy cái thằng câu luôn hết mồi à. Hôm trước Út làm cũng được mấy con hả Út? Con thấy có lương nữa đó. Lương. Chê cá lóc. Đủ vợ chồng Thím Út ăn không? Ừ. Hôm trước bằng với anh Quân đi bắt mấy con nhái tính cắm cầu mà qua buổi sau có một chuyện đột xuất cái gạch giá đó, cái đi cái để mấy con nhái lại cho Út. Út làm cũng dính đầu cá chê cá lóc với con lương đó. Ủa sao có hồi nãy giờ con thăm dính là Út lại sao hết dính luôn trời. Chơi đối thừa à. Ui cá gì bự vậy? Ồ con cá rô. Con cá rô bự quá. Chết hay là sống không biết. Ê cũng chắc nó cũng mới ngọt thôi cả nhà. Mới ngọt. Nó còn tươi lắm nè. Cá ngon quá nè. Ồ ơi chưa chưa. Trời ơi. Cá rô này cả nhà chưa để đây. Để vô đây cái cây. Nó bự. Con này nó mới chắc. Mới ngọt. Còn xanh xanh luôn á. Con đó là kho tiêu rồi trời ơi. Cá này không là ăn hai chén cơm á, phải chơi. Mọi lúc. Dạ. Dạ. Bữa cắm câu dính này làm gì ăn chứ Út? Bữa Út cắm á. Nó canh chua. Canh chua. Cô kho kho tiêu. Dạ. Như đạn ăn trời. Như đạn như ta. Ừ, cá rô bự ha. Dạ. Cá rô đâu biết nói chuyện rồi. Trời ơi, con tiền thu miếng gác con tính cá chê chứ. Ôi. Ngon ha. Bún không? À. Còn sống hả? Dạ con xanh tươi mới vừa ngọt. Có ăn đủ bữa cơm rồi đó. Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Bữa nay có cu bon cười te tét luôn kìa.
Sáng nay thì mấy chú cháu mình có ra cuốn mấy tay lưới ở ngoài ruộng đó cả nhà. Cá thì mấy chú cháu gỡ xong băng làm rồi. Tranh thủ hai chồng chạy đi chợ mua thêm một ít nguyên liệu để mình làm đồ ăn cơm sáng. Bữa nay tính ra trời mưa mà nó bị thất thu cả nhà. Hai tay lưới mà có được con nhiều cá đây à. Băng bằng ra sạch hết rồi nè. Cái thấy ít quá cho nên băng mua thêm một miếng thịt để kho chung, kho tiêu nha. Băng có mua thêm một miếng thịt bằm nè để nấu canh khoai ngọt. Đây là củ khoai ngọt nè. Rồi rau niêm thì mình có ngò ôm, ngò gai với lại hành. Bộ ba đó, bộ ba rất là thơm luôn á. Bộ ba nguyên tử. Dạ, bộ ba nguyên tử đó. Giờ mẹ gọt giùm con cái củ khoai ngọt đi mẹ. Giờ băng sẽ sắp thịt để làm đồ ăn cơm. Bữa nay rất là nhanh gọn lẹ. Mấy chú cháu mình nãy có lâu cái công đoạn là đi gỡ cá thôi. Mình chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đợi chị Ly với lại cô Tin về cái gia đình mình cùng nhau ngồi làm rồi ăn cơm sáng luôn nha cả nhà. Canh này Tin ăn được là Tin. Dạ, canh này là ngon lắm đó Tin. Canh này nó chân chân ngon lắm. Sáng nay thì Quông với Băng đi chợ, cái bắt đầu thấy vậy mua thêm ít đồ để mà chung làm món ăn với mấy cái tay lưới nè, mấy con cá là dính lưới nè. Rồi có đi chợ mua cho cô Tin được mấy bịch sữa gì đem ra, trời ơi sắp mệt muốn chết luôn. Cô Tin mà bữa nào được mua cái gì là dễ thiết lắm, là phê liền à. Đem ra phê liền. Không có giấu giếm được, cô Tin là không có giấu giếm. Là liền theo tay vậy đó. Xếp còn gì còn để ngon. Sáng đi thì chuẩn bị đi cuốn lưới á, cái anh Quang nói Út chuyến này chắc cá nhiều rồi, tại hôm qua mưa mà thêm cái 4 giờ sáng mưa nữa mà bây giờ không có. Đi giăng lưới hôm qua ưng ý nhất là được có con cá rô này. Không biết nói chuyện luôn đó. Dạ, cá rô này là đủ tiền rồi, không có cá rô này bữa nay hơi mệt. Chưa ăn cơm kiểu này là ăn hết là cơm này, chân chân dễ uống nuốt á. Dạ. Hào cơm. Bữa bước Út qua bạn của Út á, bạn học cũ á. Dạ. Uống bia mà thấy nó nấu ở trong á, trên nội mà không biết cái gì. Dạ. Uống khoảng chừng 6 lon rồi, nó đem ra hai tô cái ngò này nè, với ngò này nó sắc húp cái nó đã gì đâu. Rồi bữa nay không có vô trước 6 lon ăn cơm không biết nó có đã không nữa. Ngon thiệt. Ngon thiệt lắm mà. Nhất bài luôn. Thích nhất cái nồi mà canh khoai ngọt mà niêm mấy cái loại rau niêm như là ngò khôn. Đặc biệt là con thích ngò ôm trong ôm đây. Nè, cái mùi dạ. Nó hợp với ngò ôm với canh khoai ngọt. Cái này nè. Giờ em úp cá nha để kho. Giờ em cho một ít muối vô để cho nó cứng. Cứng con cá. Rồi mình sẽ ít bột ngọt. Rồi hạt nêm. Rồi. Ít đường. Rồi mình cho tiêu vô. Rồi mình sẽ cho nước màu. Rồi. Em cho xíu vô ăn vô. Rồi, giờ trộn lên ha. Trộn lên rồi em sẽ cho nước mắm. Rồi, em phi tỏi để xào thịt. Bữa nay mà trúng lưới đó cả nhà là mình sẽ nấu canh khoai ngọt với lại cá rô đồng đó. Chứ không phải là thịt bằm đâu. Thịt bằm đâu. Mà ít quá, thấy bằng mới mua thịt bằm đó. Thịt với lại cá nó săn rồi nè cả nhà. Vậy con cho một ít nước vô. Kho đóng dành hả bạn? Rồi này mình cho kho cho quá khéo lên luôn ha. Này mình ăn canh khoai ngọt mình hay đập gì nè. Không mấy con đó không lấy muỗng cạo không mẹ. Dạ. Sinh viên ở chợ là lấy muỗng cạo mà, không có dao bự đâu. Không có dao bự. Cái phai mà trắng tươi á, cái phai đó nhớt nó mềm mụn mà, nó dạ. dễ đập bát nữa. Dạ. Như mỡ vậy phải không mẹ? Cái đó mới đúng mỡ rồi đó. Là thêm phần mỡ lại đó.
Còn nó tím tím gì là gọi là gì? Bông lao. Bông lao hả? Ta kêu tím gì là bông lao đó. Trên nội đó tím lắm nè. Chứ tím là tím liệm giống thịt khoai lang á. Có một loại tím liệm nữa, bữa hổm mà mình có mua hết một lần đó là nó tím luôn. Bữa mà ăn cá lóc khô cá lóc một nắng xích me đó luôn. Trên nội mà tím ấy luôn á, tím khoai lang không phải gì tím này đâu. Đậm hết trơn cũ rồi. Ghi. Nó mấy chục ký bạn. Để một bộ giạc đó, để dưới sàn đó. Ghê ghê, đâu có ai mua, ăn mua mà ghê ghê ha. Để dành ăn quanh năm nữa. Rồi, bên đây nước cũng sôi rồi. Bạn sẽ cho cái phần khoai ngọt này vô. Sáng đang tìm mua cái khoai tím đó mà không biết đường phân biệt cả nhà, không có biết đường phân biệt khoai bông lau này với khoai tím. Rồi mình chừa một ít nước để chan, rồi mình cho tiêu vô. Bữa nay có cái nước sốt này chắc là cô Tiên thích lắm nè. Mình cho cái tiêu đâm bể 2 bể 3 vô, rồi mình cho một ít ớt cháy. Rồi cho một ít hành vô. Cái nồi canh khoai ngọt này cả nhà, mà nhắc xuống 15 phút sau ăn vẫn còn nóng. Cho nêm vô ha, còn có hành nè, ngò gai với lại ngò ôm, cho hết vô luôn. Cái này là vừa gọi là rau nêm mà vừa gọi là bổi luôn đó cả nhà. Thơm quá trời thơm luôn. Vậy nó mới sạch sạch cái mùi lên. Đi học về có buồn chưa? Nói rồi. Rồi gia đình mình xin mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Xin mời cả nhà ăn cơm. Bữa nay ăn cơm sáng nha. Xin mời cả nhà ăn cơm sáng. Bữa nay mò thấy gì chứ bén nghe Út, canh khoai ngọt lâu rồi đó. Thơm lắm mà. Thì trước theo ba độ này cũng thành thành. Nhờ cái ba gọi mà anh Quân không có đốt lưới. Không thôi là đốt lưới rồi. Dạ. Con hết thịt đi rồi em nói cho. Ăn cục mỡ trước, thao miệng vậy. Em không có ăn. Cắp miệng còn. Cái này mềm. Thôi con ăn xong á, cho Trang cho con chén xích. Cái này gọi là canh khoai ngọt. Hồi nãy cả nhà cô Tin ra nói gì mặt cháu à? Cháu tím. Cháu tím. Cháu hành tím. Để con lấy hai cái muỗng giăng cá kho. Cô Tiên thấy mẹ hai chan cháo tím không? Ngon lắm chị nói. Ngon lắm. Cháo tím ngon lắm. Mẹ lên nè ăn cháo tím với mẹ hai đi con. Con hết chén đó là cho bữa cháo tím cho con. Bữa cháo tím. Ăn cơm. Ăn cơm à. Ưa không? Ba mấy năm mới nghe cháo tím. Con cá rô bự bên đó cha với mẹ với Út mà dễ ra. Ăn canh khoai ngọt nó trơn trơn á, dễ ăn lắm. Trơn cơm á. Ăn được cơm thế. Cho xuống chén kìa. Sướng mà luôn quá giỏi rồi. Cô Tin mà nó ăn được thì nó ăn lẹ lắm. Cái khác hả? Giỏi.
Không, bữa nay thấy hết gãi mà đỡ. Nghỉ hả con? Con canh. Ăn canh, chén canh đi con. Ăn một muỗng được. Con ăn thử đi. Thử đi. Ăn thử cũng được thì muỗng ăn. Ăn cháo tím đi nha. Cháo tím. Không được thì muỗng ăn. Cho muỗng đi. Cấp. Thấy ngon hơn á. Cháo này cháo ngon. Làm cái gì là cũng phải đẩy sữa à. Cháo này coi cho con mới chịu. Con ăn thử miếng không? Không. Vậy con đi vô chơi với anh Bon đi con. Lắm cái cây hả? Vương mà có giống như vô. Vừa ngậm hột sữa. Nó mặn không anh vậy? Mua cho anh ổ bánh mì kem. Mà anh banh ổ bánh mì ra, anh múc mấy cục kem anh ăn thôi à. Bánh mì anh để lại. Một kem. Dạ. Canh chắc cũng còn nóng hả bà? Còn nóng á, chứ không có nguội đâu. Lâu lắm. Dạ. Đó, ăn này với nước dừa tươi á. Ăn cơm là ăn hết một cơm. Hôm qua uống mấy lon bia giờ khỏe lại chú? Khỏe, hôm qua có 6 chai. Bây giờ ăn canh khoai ngọt là khỏe tưng lên liền ha. Mình im ngồi nhiều quá nó không có chờ đâu. Canh khoai ngọt hay ngồi ôm đi đúng sách á. Ôm cũng ít thôi, nhiều quá nhẫn. Đồ ăn cũng nên đút. Chị tha thành đó chứ bạn. Xây với nước dừa á. Bữa nay nhờ văn lưới mà có canh khoai ngọt ăn không? Mà nhờ cái lưới ở trong vườn mới có thịt bằm nấu vô á. Phải nhiều rồi, văn lưới cá. Cho giữ cái chân. Gì vậy? Vậy? Cái sao nãy giờ nói đi vô mà. Con tiếp phe phải không? Ngồi xuống thôi, con quay lại coi, cho nhìn coi. Cô tiên là idol TikTok. Lên, đợi lên cho ông bà cô chú coi cây canh. Màu khác mấy hả? Màu đó nữa hả? Hai màu. Dữ ta. Dám mua cái nón 39 ngàn, 36 ngàn mà đâu vừa. Bằng đồng người lớn. Hai lớp luôn hả tiên? Hai lớp luôn. Tiên ơi, chiều nay lấy cái nón này đội đi học con, mình đi trong trường á. Đi học thể dục á. Con đi học thể dục đúng rồi. Đâu con đội màu đen á, cha thấy màu đen đẹp hơn. À, chiều nay đi học thể dục ha. Dạ. À, rồi vô đi con. Chồng mà. Chàng miếng cháo cũng vô tiền. Cái thịt bằm cũng nhiều quá nè bác. Nhiều cũng nhiều. Cái canh khoai ngọt này có lúc mà bằng ít ăn cơm á. Có lúc mà lần nào nó nấu nhiều quá rồi không có ăn cơm á, ăn là 5-6 chén canh luôn. Ăn canh không? Ăn canh không luôn á. Ăn hoài được hoài hà, không biết no luôn trời, nó ngon. Đuôi lớn lớn cỡ này mình thả ra một chỗ nó ăn cỏ. Này bữa nay có 4-5 chén mới vừa. 3 chén là lúc. Chén này nhỏ nhỏ, gồ 2-3 cái hết. Chén này nhỏ nhỏ, gồ 2-3 cái là hết thiệt. Dễ con cá bự đi mẹ. Sao? Đó lên với con tám mẹ, ăn kình. Ăn kình. Gồ rồi chút thiếu một chén. Cho miếng ngon miếng. Cái gồ bự hết sức. Dính chỗ nào vậy? Dính ngay góc này nè cha, dạ. Ngay góc sau lưng cha luôn á. Khóc gì đầu cá cái mình ra không? Nó bự ghê. Mà hồi nãy thì con thấy cái đầu thì không giống. Cái đầu thì nó chúm giống như cá đồng vậy đó. Nhưng mà không biết làm sao. Ăn cái bới hả? Thôi chị qua cho con đi, con bới với mấy kiệt. Đây con ăn này đi, Út ăn ớt cho. Út ăn ớt cho, Út thích ăn cái ớt này nè. Này mới ngon nè, béo. Cá sạch đẹp nó bự. Nếu cá gô nuôi là cái đầu nó bự hơn cái đồng mình. Dạ, cái đầu nó hơi bự lắm. Đầu vuông với đầu diếm ha cha. Đầu diếm giống Iran. Đợt rồi mình nuôi là cái đầu nhím nha cha. Cái đầu vuông còn bự hơn nữa. Vậy ha, bữa nay canh đắt á. Đắt. Thì anh bới anh chén cơm phải không?
nửa chén ăn với cá kho, nửa chén còn lại là lua cái cháo này vô là làm cái hết một chén. Trộn lên ha, cho đều đều. Lùa mình ăn cơm á, nó thiết ra dịch vị, nó vô trong đó nó mới làm tiêu quá, thức ăn nó mau, uống nước vô là không, nó pha loãng ra đi. Không tốt vậy đó. Chứ nước thì xưa không đủ dinh dưỡng mà bụng bị dính tâm tích. Ba chén cơm với hai chén này nữa rồi. Trời mưa gầm gầm luôn. Nghe nói là Út bữa nay Út đi đắp đìa gì đang nuôi cá mà Út. Thế chứ, không con đắp này. Trời, con đi chợ về đắp này. Có gom sẵn rồi để. Con không hứa quá, có đắp Út đắp trước đi. Em không để đỡ là. Ê, sẵn có gom rồi chứ hai. Gớm đâu có làm gì, kiếm cây cũng đồ xỉa. Có cây mà. Chặt tàu dừa đó. Ngon ngon nữa là bao bình nhóc kìa. Móc đất bỏ vô bao là chất xuống luôn. Ngon nhất mà nó. Rồi mấy ông ơi ông làm đi rồi còn mấy bao này của con để lại. Cây à, kiếm ba cây một mình à. Mới chung chủ yếu. Đâu phải mình giật. Khi mình xỉa cây đó mà mình bơm cho giật hai bên nó giật đất đó, nó giật mực nước đâu nó mới sạc. Còn này đâu nằm cái đó đâu để. Nếu mà đừng cho cá đi thôi mà. Dạ. Mà phải đóng hai bên là giống như mình đóng nọc phải chăng? Đều dạ. Mình xỉa cây xỉa bên. Con nghĩ vậy đó. Mình đóng đều thì nó sẽ đẹp. Không có đâu. Út quá thì dự định nuôi cá chấm cỏ hả Út? Dạ thì tính nuôi một ít cá rô. Nuôi trong dèo mà gần cái chòi mình nè. Thì khi có miếng cơm thừa thì mình thảy xuống. Ý Út nghĩ chấm cỏ là mua lớn lớn tí mình thả ngoài mình cắt cỏ cho ăn khỏi tốt tiệm cũng được. Lâu lâu mình cho cấm kia kia thôi. Cái chấm cỏ ăn cỏ không Út? Thả đâu mới được. Thả lên nữa. Nó cắt đủ kiếm nó ăn không á. Ít mà nuôi ít mà. Bộ cá chấm cỏ này cỏ dữ lắm hả cha? Ừ, còn không biết luôn. Đầu là nếu mà con trồng là má cặp mé này cỏ không có cỏ nào ra được. Ừ. Nếu vậy trên clip thì con nghĩ mà ở dưới mình nuôi cá trên clip mình Út trồng rau lan Út. Cắt cho nó ăn rau lan. Trời ơi gì mà đó giờ con nói cá chấm cỏ là cái tên nó vậy thôi chứ con đâu có biết. Làm gì đó ha. Trái bình bát bỏ xuống nó cũng chấm bình bát chín. Nói chung trên bờ là nó chung là nó cỏ bờ là nó ăn hết á, không dạ. Thấy luôn thầm thầm xuống là nó ăn. Cắt không kịp nó ăn đâu, cắt nó ăn dữ lắm. Rồi mình trồng rau lan ngay trong đây nè, mà khỏi làm cỏ. Đừng còn như Út nuôi cá gì có cái dầu đếm hả? Ừ, dầu đếm nói. Sao thay đổi lệ vậy? Út mà không mà cái gì? Đắp cái bờ đó bữa nuôi cá khác nữa đó cha. Mới bữa ẩm rồi nuôi cá dồn, bữa nay tới cá chấm cỏ rồi, bây giờ mà không đắp nuôi liền lệch, bữa chắc nuôi cái cá rô quá. Rô cha con rồi, con cha giờ có vô rô tới Tết là phải ra. Mình nuôi trong dèo luôn hay dạ? Ừ, dèo luôn à, dạ. Giống như kỳ đó mình thu hoạch á. Dạ, mình mà chuyện này là mỗi lần cha hồi chừng khoảng 3 tháng 13 ngày thiệt mà trong vòng chỉ có một tháng đầu là cho ăn đạm cao là 40 đạm thôi. Dạ. Sao cho hạ tiện cho ăn. Bây giờ không, đầu tiên tới luôn. Dạ, cho nó ăn tới luôn hả chị? À, thì ra theo ta phán đoán phải từ chắc 5 con 2 kg hoặc là 4 con 2 kg. Dạ. Mà cá rô càng bự ăn càng ngon. Cá rô nuôi nó béo. Thì nó khoảng 200 con đó. Dạ. Ngô nuôi thì vậy đó, phải càng bự càng ngon. Chi nhiều. Mày làm dèo phải dự hao ăn nước nổi nha. Nhà cái chuyện đó. Hai lúa miền Tây mà cũng nhà. Cha làm kỹ sư mà mẹ không biết trời. Kỹ sư miệt vườn mà. Từ đây đến Tết là còn cả 4 tháng, hơn 4 tháng chút xíu. Đầu tháng 9 nuôi là vừa. Mình bắt đầu mình dèo từ từ rồi được. Rồi anh Khải nuôi nữa, rồi Út nuôi, rồi cha nuôi nữa, con khỏe rồi, con chỉ cần bắt ăn thôi chứ đâu cần nuôi mà. Vâng. Mình nuôi mà, mình làm dèo mua cá, thằng Dông nó mua cá, nó đã xuống gì đâu. Sáng đâu cần đi chợ đâu hả con, bắt lên là quay phim một cái bực cái là rồi. Một cá giống thì có bao nhiêu, ví dụ 1 triệu bạc, cá giống có 100 ngàn, 150, 200, còn 800 ngàn là tiền cá giống thức ăn của người ta đó không. Ừ, đó. Thì thức ăn nó chiếm khoảng 70% á. Bây giờ chia ra 4 nhà người 200. Đưa cha, con người cha mua giống. Không, tao không cần, tao đúng rồi đó. Rồi, thầy có thiệt thầy gì quá đâu. Ta tính là tao chơi ăn chắc mặt bền lắm. Dạ, Út tính vậy phải không? Bây giờ nhà 4 hộ phải không? 4 hộ nuôi 4 loại nha. Dạ, rồi đổi nhau ăn. Hai anh Quân cho chắc ha anh Quân. Con thấy hộ của con là hỗ trợ mọi người chế biến thức ăn là thôi. Còn 3 hộ nuôi lên, 1 hộ chế biến chứ giờ không lẽ nuôi hết 4 hộ ai làm đồ ăn. Vậy vậy. Hợp lý không Út? Hợp lý đi. Không biết sao, chỉ có bị có con.